Hello nha các tình yêu nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các tình yêu những cái ai mà đam mê cái vị tướng mà Phoenix nha. Đây. Về cái bảng ngọc Phoenix thì chúng ta sẽ lên như sau. Công vật lý là chính nè. Tỷ lệ chí mạng là 5.6%, xuyên giáp là 64, hút máu là 3.2% và sát thương chí mạng là 10.8%, cũng như là tốc chạy là 8% và tốc đánh là 19,2% nha. Đi vào bảng ngọc cụ thể thì chúng ta sẽ lên bảng 7 viên, đúng rồi, 7 viên nha các bạn. 7 viên, tỷ lệ chí mạng 0.5% và tốc đánh là 1.6% nha. Xin lỗi các bạn nha. Mình đang bị đau cổ á. Mình bị bệnh. Cho nên mình nói là bị gồ cũng như là nói đó vậy đó. Đó 7 viên nha các bạn. 7 viên tỷ lệ chí mạng và tốc đánh nha, và 3 viên còn lại là tỷ lệ chí mạng là 0.7% và sát thương chí mạng là 3.6% nha. Đó. Đó là về bảng ngọc đỏ nè. Và chúng ta sẽ đi qua bên bảng ngọc tím thì 2 viên. 2 viên bảng ngọc tím nè. 1.6%. Đó các bạn gắn kiểu không các bạn. Mình sẽ làm từ từ nha. Và 8 viên còn lại là tốc chạy và tốc đánh là 1% nha, 8 viên nha các bạn. Đó. Về bảng ngọc lục thì các bạn lên cho mình công vật lý là 0.9%, 0.9 nha. Xin lỗi nha, mình hơi bị liệu rồi. Nãy giờ mình nói phần trăm nó bị liệu qua bên bên bảng ngọc lục luôn rồi. Thì bảng ngọc lục thì các bạn lên cho mình là công vật lý 0.9 và xuyên giáp là 6.4 nha. Đó. Thực sự là rất cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh của mình nha. Thì kênh của mình phát triển như ngày hôm nay là chính nhờ mọi người đã ủng hộ mình, chứ ai mà ủng hộ hả mọi người. Dù là một người xem cũng như là một người đăng ký thì mình cũng chắc tôn trọng và trân trọng người đó nha. Mình cảm ơn những cái người đã đăng ký cũng như là cảm ơn những người share, like, comment cho mình các kiểu. Và mong mọi người ai chưa đăng ký thì đăng ký kênh của mình để cho kênh của mình mau phát triển hơn nha. Và cho mình xin một cái nút share để cho kênh mình mau phát triển cũng như là điều ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực. Nút bạc YouTube nha các bạn. Thì chúng ta sẽ đi qua bên cái lối trang bị nha. Về cái lối trang bị thì thực sự là mình khá là ngần ngại khi mà trang bị cho tất cả mọi người nha. Thì thực sự là về các trận thì có nhiều cái chất tướng khác nhau đó. Thì chúng ta lên một cái lối trang bị như vậy thì nếu mà mặc định thì quá là cô hủ rồi, nó sẽ không được phát huy tối đa. Thì tùy theo tình hình của trận mà mình sẽ lên cái lối trang bị ok nhất nha. Thì cũng không có thay đổi nhiều đâu, một hai món đồ là ok rồi. Thì cái shop đầu tiên thì các bạn nên cho mình một cái giày du mục nha các bạn. Cái shop thứ hai thì các bạn nên cho mình một cái gương sấm sét nè để đánh thường lan nha. Và cái shop thứ ba thì lên cho mình một cái thanh kiếm. Thanh kiếm này nhận công vật lý nè và tỷ lệ chiến mạng nữa các bạn. Và cái shop thứ tư thì các bạn đừng lên hoàn chỉnh cho mình nha, lên cho mình cái thương đấu sĩ thôi. Khi mà chúng ta sẽ lên hoàn chỉnh rồi các trang bị rồi thì chúng ta sẽ quay lại cái shop thứ tư này. Mình sẽ nhìn nhận cái góc độ là khách quan nhất về cái chất tướng mình bản á, tăng cơ quá thì đỡ đòn quá thì chúng ta sẽ lên một cái kiếm khắc đỡ đòn nha, kiếm Purisa. Còn bên kia có các vị tướng như là Chữ Văn, Diêm Phít, một cái chất tướng mà viên về công vật lý rồi các kiểu thì chúng ta sẽ lên một cái thương xuyên phá đó. Đó chúng ta cân nhắc như vậy nha, cho nó khách quan tí nha. Và cái shop thứ năm các bạn lên cho mình cái song đao bảo táp nè, và cuối cùng đó là một cái cung tà ma nha. Đó thực sự là rất là cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu của mình nè để theo dõi kênh của mình. Thì cũng mong các bạn cho mình xin một cái nút like và cái nút đăng ký nè,
ai đăng ký rồi cho mình xin một cái comment cũng như là like, và thương mình cho mình chia sẻ nha. Và ai chưa đăng ký thì mong các bạn đăng ký kênh của mình để cho kênh của mình mau phát triển nha các bạn. Mong các bạn luôn ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip sau. Cũng như là các bạn muốn xem những cái video clip của mình á thì bấm vào kênh của mình và xem rất là nhiều tướng nha các bạn. Mong các bạn theo dõi cũng như là like và comment những cái video clip đó nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha.